vi cung bọ cạp tháng 4 năm 2023 cần có kế hoạch tài chính. Tổng quan Tử vi hàng tháng năm 2023 nói rằng vị trí của hành tinh nút Rahu trong cung địa bàn thứ 6 sẽ giúp bạn có quyết tâm và giúp bạn thành công trước mọi khó khăn, mang lại cho bạn sức khỏe tốt. Sự hiện diện của Ketu trong ngôi nhà thứ 12 đối với cung mặt trăng của bạn sẽ mang đến cho những người này cảm giác bất an và rối loạn trong tâm trí. Sao Mộc sẽ di chuyển đến cung địa bàn thứ 6 trong tháng này và do đó, bạn sẽ cần xử lý tài chính một cách có kế hoạch vì nó có thể dẫn đến mất mát. Sao thổ trong cung địa bàn thứ tư trong tháng này sẽ khiến bạn phải đối mặt với những thách thức và trách nhiệm cao trong gia đình. Bọ cạp cũng có thể phải đối mặt với những mục tiêu khó khăn liên quan đến sự nghiệp. Về mối quan hệ, Bọ cạp có thể phải đối mặt với nhiều kết quả trái chiều vì có thể có nguy cơ tranh cãi với bạn đời của bạn. Xem chi tiết tử vi để biết tháng tư này vận trình của bạn như thế nào trong các lĩnh vực gia đình, sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên. Tình yêu hôn nhân quan hệ cá nhân Bọ cạp cần cẩn trọng trong chuyện tình cảm, bạn có thể nhận được kết quả tiêu cực khi sao thổ ở trong ngôi nhà thứ tư có thể làm giảm sức hấp dẫn của tình yêu và làm suy yếu mối quan hệ sau ngày 15 tháng này. Hành tinh có lợi là sao mộc có thể mang lại kết quả vừa phải cho những bọ cạp đã yêu. Bọ cạp có thể không duy trì được sự quyến rũ trong tình yêu và có thể có một số cảm giác bất an. Ngoài ra, những người sẵn sàng kết hôn có thể hoãn kết hôn. Vị trí không thuận lợi của sao hỏa cũng làm cho những người đã kết hôn cảm thấy không được hạnh phúc. Gia đình và bạn bè Bọ cạp có thể sẽ không có kết quả tốt trong tháng này. Sự hiện diện của sao hỏa trong ngôi nhà thứ 8 với tư cách là chúa tể dấu hiệu có thể tạo ra nhiều đổ vỡ trong gia đình và dẫn đến gia đình kém hạnh phúc. Sự hiện diện của sao thổ trong ngôi nhà thứ tư đối với cung mặt trăng của bạn có thể tạo ra một số vấn đề trong gia đình, dẫn đến những tranh cãi không mong muốn. Sức khỏe: Bọ cạp nhìn chung sẽ duy trì được sức khỏe tốt hơn trong tháng này do có sự hiện diện của Rahu ở cung địa bàn thứ sáu. Nhưng trong tháng này, sao Mộc sẽ di chuyển đến cung địa bàn thứ sáu. Sao thổ đã hiện diện trong ngôi nhà thứ tư và điều này có thể làm giảm sự thoải mái. Vị trí của sao hỏa không thuận lợi và do đó, những người thuộc cung này có thể bị đau ở vai và mắt cá chân. Có thể có một số nỗi sợ hãi cố hữu ở những người này, cùng với cảm giác bất an do sự hiện diện của sao hỏa và ke tu. Ke tu trong ngôi nhà thứ 12 có thể gây ra một số nỗi sợ hãi cố hữu và mất ngủ trong đêm. Sự nghiệp những người thuộc cung bọ cạp sẽ nhận được nhiều kết quả khác nhau trong sự nghiệp vì sao thổ sẽ được đặt trong cung địa bàn thứ tư do đó bạn có thể mất thời gian để hoàn thành một nhiệm vụ bạn sẽ cần tập trung vào công việc và tập trung để có được kết quả tích cực có khả năng xảy ra thiếu sót trong công việc từ phía bạn điều cần thiết là bọ cạp phải có ý thức về sự nghiệp vì có thể có cơ hội thay đổi công việc do ít hài lòng hơn hoặc không được ghi nhận bọ cạp theo đuổi công việc kinh doanh có thể không thu được kết quả khả quan trong tháng này do sao mộc được đặt trong cung địa bàn thứ sáu và nó có thể dẫn đến lợi nhuận vừa phải tài chính bọ cạp có thể phải đối mặt với nhiều kết quả khác nhau khi nói đến đời sống tài chính của bạn bạn sẽ nhận được lợi nhuận nhưng đồng thời chi phí cũng phát sinh kê tu và sao mộc có thể mang lại thêm tai ương do sự di chuyển của sao mộc bọ cạp có thể phải đối mặt với các vấn đề tài chính khó kiểm soát và chi phí cao. Sao thổ lúc này đang ở cung địa bàn thứ tư và đây sẽ không phải là một vị trí thuận lợi và có thể làm tăng chi phí trong gia đình. Tử vi hàng tháng 2023 nói rằng nếu bạn đang kinh doanh thì bạn có thể đạt được thành công vừa phải trong tháng này. Những bọ cạp đang kinh doanh cổ phần có thể gặp một số tổn thất. Bọ cạp có thể bị đặt vào tình thế phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn năm 2023 nhiều may mắn, thành công và hạnh phúc. Nếu thấy hay và ý nghĩa, hãy thích, bình luận, chia sẻ và đăng ký kênh FNL để được cập nhật những thông tin mới nhất. Lưu ý, thông tin chỉ mang tính tham khảo và nghiệm lý.